Quay trở lại là phần tin Việt Nam. Bản tin cho biết Việt Nam đã cắt giảm xuất khẩu dầu thô vì giá thấp. Việt Nam có kế hoạch cắt giảm sản xuất và xuất cảng dầu thô do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam, nhận thấy rằng doanh thu bán ra không thuận lợi trong bối cảnh giá dầu đang lao dốc. Theo thông tin từ mạng S&P Global loan đi ngày 26 tháng 3, Việt Nam là một trong những nhà cung cấp dầu thô lớn trong khu vực vì thường xuyên cung cấp các loại dầu ngọt nhẹ, trung bình và nặng khác nhau từ các mỏ Chim Sao, Thăng Long, Đại Hùng và Bạch Hồ cho thị trường Đông Nam Á. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gần đây cho biết họ đặt mục tiêu sản xuất 10.62 triệu tấn dầu thô vào năm 2020, giảm đi 18.9% so với là 13.09 triệu tấn vào năm 2019. Nếu giá được niêm yết ở mức khoảng là từ 30 đến 35 Mỹ kim cho một thùng, tập đoàn dầu khí có thể sẽ mất là 3 tỷ Mỹ kim giá trị doanh thu trong năm nay. Ngoài lý do tài chính, các dự án thăm dò và khai thác dầu khí bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát dịch COVID-19 do nhiều nhà thầu không thể đưa công nhân đến các nhà máy hoạt động theo như kế hoạch. Việt Nam lên tiếng về vụ 25 thủy thủ của Mỹ nhiễm virus Vũ Hán sau chuyến thăm Đà Nẵng. Thưa quý vị, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc 25 thủy thủ trên hàng không mẫu hạm có tên là USS Theodore Roosevelt vừa được xác nhận dương tính với lại virus Vũ Hán sau chuyến thăm Đà Nẵng 2 tuần trước đó, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng đang tìm hiểu thông tin này và khẳng định chuyến thăm của hàng không mẫu hạm Mỹ kết thúc một cách tốt đẹp. Trước đó, hôm 24 tháng 3, quyền Bộ trưởng Hải quân của Hoa Kỳ đó là Thomas Molly trong cuộc họp báo tại Ngũ Giác Đài đã xác nhận với lại các phóng viên về trường hợp 25 thủy thủ trên chiếc tàu Roosevelt xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán. Đô đốc có tên là Michael Gilday, chỉ huy các hoạt động hải quân của Hoa Kỳ, cho báo chí biết hiện 25 thủy thủ này đã được đưa đến một bệnh viện quân sự trong khu vực Thái Bình Dương và ông không biết có bao nhiêu người trên tàu đã tiếp xúc với lại các thủy thủ trên và đang bị cô lập. Hai tuần trước đó thì hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đã có mặt ở tại cảng Tiên Sa của Đà Nẵng trong một chuyến thăm đánh dấu bước tiếp theo trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội có nguy cơ thành một ổ dịch mới. Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện lớn nhất ở Hà Nội với hàng ngàn bệnh nhân, có nguy cơ trở thành một ổ dịch virus COVID-19 lớn với hàng ngàn người phải bị rà soát do có những tiếp xúc với những người bị nhiễm virus được điều trị tại đây. Theo truyền thông trong nước, vào ngày 27 tháng 3, Ủy ban thành phố Hà Nội vào cùng ngày đã có thông báo đề nghị người bệnh, người nhà bệnh nhân đã khám điều trị tại 3 khoa của Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12 tháng 3 đến nay đi lấy mẫu xét nghiệm để cách ly. Theo báo trong nước cho biết, Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành rà soát gần 1.600 người đến Bệnh viện Bạch Mai trong 10 ngày qua. Các trường hợp này sẽ được xét nghiệm virus COVID-19. Theo báo cho biết, 3 khoa của Bạch Mai bao gồm là Viện Tim Mạch Quốc gia, Khoa Thần Kinh và Trung tâm Bệnh nhiệt đới đã phải đóng cửa và cách ly toàn diện vào ngày 27 tháng 3. Toàn bộ nhân viên y tế tại các khoa này đã được cách ly ngay tại khoa. Và bệnh viện cũng tiến hành xét nghiệm sàng lọc cho tất cả các nhân viên bệnh viện là khoảng 4.000 người và khoảng 1.000 bệnh nhân. Đã có thêm ít nhất 10 bệnh nhân bị nhiễm virus Vũ Hán ở tại Việt Nam và nâng tổng số lên 163 ca. Thưa quý vị, Bộ Y tế của Hà Nội vào khoảng 6 giờ chiều của ngày 27 tháng 3 thông báo là có thêm 10 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số các trường hợp bị nhiễm virus Vũ Hán tại Việt Nam lên là 163 bệnh nhân. Trước đó vào buổi sáng thì Sở Y tế của Đà Nẵng cho biết là có 3 ca nhiễm tại thành phố này được chữa khỏi. 3 bệnh nhân của virus Vũ Hán được xuất viện vào sáng ngày 27 tháng 3, gồm có 2 người Anh, đó là ca bệnh số 22 và ca bệnh số 23. Cả hai đều trên 60 tuổi được nhập viện tại thành phố Đà Nẵng để chữa trị hôm 8 tháng 3, sau đó được xét nghiệm âm tính vào các ngày 19, 23 và 25 tháng 3. Riêng bệnh nhân số 23 vào ngày hôm qua tiếp tục được xét nghiệm âm tính với virus Vũ Hán. Trường hợp thứ 3 đó là nạn nhân mang số 35, người Việt Nam 28 tuổi. Nữ bệnh nhân này nhập viện vào ngày 10 tháng 3, đến các ngày 10, 23, 25 tháng 3 thì kết quả xét nghiệm âm tính với virus Vũ Hán. Như vậy, trong tổng số 163 trường hợp bị nhiễm virus Vũ Hán mà Bộ Y tế Hà Nội xác nhận đến sáng ngày 27 tháng 3, đã có ít nhất 20 ca được chữa trị khỏi bệnh. Bản tin đời sống nối tiếp cho biết ban nhạc BTS
trì hoãn tour lưu diễn sang Canada và Hoa Kỳ vì dịch bệnh COVID-19. Ban nhạc boy band BTS đến từ Nam Hàn vào thứ Sáu 27 tháng 3 đã tuyên bố trì hoãn tour lưu diễn sang khu vực Bắc Mỹ, bao gồm Canada và Hoa Kỳ, vốn được ấn định diễn ra vào tháng 4 sắp tới vì những lo ngại xoay quanh dịch bệnh. Quản lý của ban nhạc cho biết ban đầu nhóm BTS bao gồm 7 thành viên trẻ tuổi đã được lên kế hoạch bắt đầu tour lưu diễn vào ngày 25 tháng 4 tại thành phố Santa Clara của Hoa Kỳ. Nối theo sau đó là các chương trình ở Los Angeles, Dallas, Atlanta, New Jersey, Washington, Toronto và Chicago. Công ty giải trí Big Hit Entertainment nói rằng những tấm vé vào cửa mà khán giả đã mua vẫn sẽ có hiệu lực cho đến ngày trình diễn mới. Vào tháng trước thì BTS cũng đã hủy bỏ chương trình đại nhạc hội ở Hán Thành vì dịch bệnh coronavirus đang ngày một lây lan ở khắp nơi. Thưa quý vị, về giải trí, một bản tin cho biết là nữ ca sĩ Taylor Swift tặng tiền cho fan trong cái nạn dịch virus Vũ Hán đang hoành hành. Thưa quý vị, ca sĩ Taylor Swift gửi tiền cho nhiều người hâm mộ gặp khó khăn tài chính bởi vì COVID-19. Theo AP thì nhiều fan của Taylor Swift bất ngờ đã nhận được hàng ngàn Mỹ Kim từ người nữ ca sĩ này. Holly Turner là một nhiếp ảnh gia tự do đã viết trên một trang mạng xã hội đang gặp khó khăn tài chính về dịch bệnh và nhiều khả năng là phải rời khỏi New York. Taylor Swift đã gửi tặng cho cô 3.000 Mỹ Kim cùng một lá thư viết rằng: Holly, bạn đã luôn ủng hộ tôi và tôi muốn ở bên bạn lúc này. Hy vọng số tiền này giúp được cho bạn. Trên trang cá nhân thì Holly cho biết là khoản tiền của Taylor giúp cho cô có thể trụ lại được ở tại New York, tránh phải di chuyển trong thời gian dịch bệnh để mà chờ các hợp đồng mới. Một người hâm mộ khác cũng tiết lộ là nhận được 3.000 Mỹ Kim từ Taylor Swift sau khi mà than phiền gặp khó khăn trên mạng xã hội. Ca sĩ Taylor Swift nhiều năm dẫn đầu danh sách của những ca sĩ nổi tiếng làm từ thiện nhiều nhất. Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức buổi tối. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Và không quên chúc cho quý vị có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào tạm biệt.